đi như chưa từng đến, vượt biển khó bao la, đi như chưa từng. Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý vị, dựa vào các nguồn sử liệu hiện có, kết hợp với những tài liệu khảo cổ học tìm được ở Hoa Lư, chúng ta có thể nhận ra sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo ở thế kỷ thứ 10 và sự đóng góp của Phật giáo vào công cuộc giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước thời nhà Ngô, nhà Đinh và nhà Tiền Lê ở Việt Nam. Trong thế kỷ thứ 10, nhà nước độc lập mới được xây dựng, đang dần dần tự củng cố, vừa phải chuẩn bị đương đầu với những cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài, vừa phải đối phó với những yếu tố phân tán các cứ ở bên trong. Đây cũng là thời kỳ bước đầu phát triển mạnh mẽ của Phật giáo. Các vị vua hết lòng ủng hộ Phật giáo và dựa vào những lời khuyên của các cao tăng để đối nội và đối ngoại. Đây là đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 10. Khi đất nước đã được độc lập, cũng là lúc uy tín và vai trò xã hội của Phật giáo được khẳng định. Các nhà nước độc lập non trẻ lại đang cần một điểm tựa về ý thức, một công cụ tinh thần để xây dựng và quản lý đất nước. Trong tình hình đó, Phật giáo đã chiếm được ưu thế trong xã hội. Ngoài những trung tâm Phật giáo lâu đời như Luy Lâu ở Hà Bắc, Kiến Sơ ở Gia Lâm, bấy giờ đã có rất nhiều chùa được xây dựng. Trong thế kỷ 10 cũng có thêm những trung tâm Phật giáo mới, đó là trung tâm Đại La mà sau đó đã cho dựng chùa Khai Quốc, tức là chùa Trấn Quốc Hà Nội ngày nay. Cho đến giữa thế kỷ 10, chùa này là nơi trụ trì của thiền sư Vân Phong, người thuộc thế hệ thứ 3 của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Học trò của ngài Vân Phong là Khuông Việt đại sư, vị tăng thống đầu tiên từ thời nhà Đinh, đã cho mở mang chùa Khai Quốc, biến nơi đây trở thành một trung tâm truyền thụ Phật giáo. Vì các nhà vua của hai triều Đinh và Tiền Lê đều coi trọng Phật giáo, họ đã cho xây dựng ở Kinh Đô nhiều ngôi chùa mà ngày nay chúng ta còn thấy được một số dấu vết. Chùa Tháp là ngôi chùa cổ mà nay chỉ còn thấy di tích nền cũ ở ven sông Hoàng Long. Trong số đá tảng chân cột có viên hình vuông cạnh đến hơn 1 mét và vòng tròn kê cột có đường kính 0,68 mét. Như vậy, kiến trúc xưa hẳn là lớn lắm. Chùa Nhất Trụ ở Hoa Lư hiện nay không còn giữ được dấu vết gì của kiến trúc cổ, nhưng cây cột đá 8 mặt cao 3 mét, khắc bài thần chú Kinh Lăng Nghiêm và các bài kệ dựng vào khoảng năm 995 vẫn còn ở trước chùa, hẳn đã được dựng cùng thời với ngôi chùa cổ. Chùa Bà Ngô ở Hoa Lư tương truyền cũng được xây dựng từ thời Đinh. Trong khi Phật giáo tỏa rộng và thấm dần vào đời sống nhân dân, thì giữa triều đình, Phật giáo được công nhận như một tôn giáo chính thức. Ngoài việc thiền sư Khuông Việt được cử làm tăng thống, vua còn ấn định chức quan tăng lục cho các vị sư làm việc dưới chức tăng thống. Đây là các chức tăng quan mà các triều đại về sau vẫn dùng. Dưới triều Đinh và Tiền Lê, nhiều nhà sư đã trở thành cố vấn cho các vị vua về đường lối đối ngoại và đối nội. Tên hiệu Khuông Việt mà Đinh Tiên Hoàng đã ban tặng cho nhà sư Ngô Chân Lưu đã nói lên điều đó. Khuông Việt có nghĩa là giúp nước Việt. Các nhà sư như Maha, Sùng Phạm, Vạn Hạnh cũng thường được vua Lê Đại Hành nhiều lần mời vào cung để hỏi ý kiến về việc đạo cũng như việc đời. Chẳng hạn như sư Vạn Hạnh đã được vua Lê Đại Hành hỏi về kết quả của cuộc kháng chiến chống Tống năm 980. Sau này, sư Vạn Hạnh là nhà sư đã hoạt động tích cực trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Nổi bật trong các vị cố vấn của vua Lê Đại Hành là thiền sư Pháp Thuận. Vua Lê Đại Hành rất kính trọng, thường gọi ngài là Đỗ Pháp Sư, chứ không dám gọi tên và giao cho sư giữ việc văn hàng. Pháp Thuận thiền sư sinh khoảng năm 915 và mất vào năm 990. Ngài có họ Đỗ, không rõ tên thật và quê quán, thuộc thế hệ thứ 10 dòng thiền Nam Phương. Xuất gia từ nhỏ, thờ thiền sư Phù Trì, chùa Long Thọ làm thầy. Ngài đã đắc pháp, nói ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ. Theo Thiền Uyển Tập Anh, sư Pháp Thuận là một nhà bác học, giỏi về nghệ thuật, thi ca, có tài năng phụ tá nhà vua trong việc chính trị, thông hiểu về tình hình thực tại của đất nước. Sư còn là người vừa thảo văn thư ngoại giao, vừa trù định chính sách cho nước trong thời trị vì của vua Lê Đại Hành. Nhắc lại, việc sư Pháp Thuận giả làm người lái đò đón sứ giả nhà Tống là Lý Giác vào năm 987. Sứ giả Lý Giác rất giỏi và thích nói chuyện văn thơ. Lúc ấy, Nhân có hai con ngỗng lội trên mặt nước. Lý Giác nổi thi hứng, ngâm nga mấy câu thơ rằng: Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Nghĩa là ngỗng kia ngỗng một đôi, nghỉnh cổ nhìn chân trời. Sư Pháp Thuận buông mái chèo tiếp lời Lý Giác, ngâm nga rằng: Bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Nghĩa là nước xanh lông trắng phủ, sóng biếc chân hồng bơi. Lý Giác vô cùng thán phục vì hai câu thơ của ông lái đò hay hơn hai câu thơ của Lý Giác rất nhiều, tạo nên bài thơ tuyệt cú. Lý Giác dùng từ ngưỡng diện, nghĩa là ngửa mặt, và thiên nha có nghĩa là chân trời, ý muốn chỉ thiên triều nhà Tống. Như vậy, hai câu này đã nói lên sự ngạo mạn trịch thượng của một sứ giả phương Bắc. Ông ta đã ví vua quan nước Đại Việt như là bầy ngỗng đang ngưỡng mặt hướng về thiên triều thần phục. Đây là thái độ phổ biến của sứ thần phương Bắc. Với kiến thức uyên bác và tài thơ văn, sư Pháp Thuận hiểu ngay những câu thơ cao ngạo ấy của Lý Giác. Với vai trò ông lái đò, sư Pháp Thuận đã bình thản trả lời Lý Giác bằng hai câu thơ. Hai câu này không những để đối trọng lại thái độ ngông nghênh mà Lý Giác đã nói trước đó, mà còn làm thành bài thơ hoàn chỉnh rất hay, khiến Lý Giác vô cùng kính nể. Bạch mao là lông trắng, biểu tượng cho sự công khai như bạch hóa, minh bạch. Đó là nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, là nơi công khai những chính sách của chính phủ lục thủy, là chỗ rộng rãi, bình đẳng hay chỗ công cộng quốc tế. Như thế, câu này nghĩa bóng của nó là về phương diện ngoại giao, một cách minh bạch và bình đẳng, nước Việt công khai nền độc lập đó để các nước lân bang biết và tôn trọng. Tuy nhiên, việc yêu cầu nước khác công nhận nền độc lập không có nghĩa là nước Việt trở thành thuộc địa hay lệ thuộc vào một nước khác. Trong bài này cụ thể là nước Tống. Hồng trạo có nghĩa là mái chèo màu hồng, có nghĩa bóng là nội lực tràn đầy, vì màu hồng là biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ, tràn đầy như tuổi hồng, máu hồng. Câu này có nghĩa là nếu như ai đó cố tình gây ra sóng gió thì ta có nội lực để rẽ sóng mà tiến lên. Sự kiện đối đáp giữa sư Pháp Thuận và sứ giả Lý Giác chứng tỏ sự trưởng thành của ý thức độc lập trong mọi tầng lớp người dân, nhất là tầng lớp trí thức Phật giáo mà sư Pháp Thuận là một đại biểu xứng đáng. Họ ao ước làm sao nâng thể diện quốc gia trước những sứ bộ của đối phương, mà cho đến lúc ấy vẫn chưa bỏ dã tâm xâm lược Đại Cồ Việt. Nền độc lập của dân tộc vì thế cần phải được bảo vệ dưới mọi hình thức. Trong ba vị thiền sư tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh năm 981 là Ngài Khuông Việt, Ngài Vạn Hạnh và Ngài Pháp Thuận, thì có lẽ sư Pháp Thuận được vua Lê Đại Hành tín nhiệm và gần gũi nhất. Do đó, vua Lê Đại Hành đã hỏi sư Pháp Thuận là vận mệnh đất nước dài hay ngắn. Điều này cho thấy vua Lê tin tưởng hoàn toàn ở vị thiền sư. Để nhấn mạnh đến vị thế sung yếu của sự đoàn kết, sư Pháp Thuận đáp bằng bài thơ quốc tộ, nghĩa là vận nước. Bài thơ được phiên âm như sau: Quốc tổ như đằng lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, vô vi cư điện cát, xứ xứ tức đao binh. Dịch thơ: Vầng nước như mây quấn, trời Nam mở Thái Bình, vô vi nơi cung điện, chốn chốn dứt đao binh. Qua bài thơ Vận Nước, sư Pháp Thuận không chỉ nói về yêu cầu đoàn kết toàn dân cho nền thái bình của đất nước, mà còn nói về trách nhiệm của những người cầm quyền. Sư Pháp Thuận đã nói thẳng với vua Lê rằng để đất nước nơi nơi hết chiến tranh thì người cầm quyền, cụ thể là nhà vua, phải vô vi. Theo các sử gia thì bài kệ thơ này được làm sau biến cố Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết vào năm 979. Tiếp đến là biến cố nhà Tống sai hầu Nhân Bảo mang quân tiến vào nước ta năm 981. Rõ ràng Vận Nước lúc bấy giờ rất rối ren, nhưng với cái nhìn sắc sảo về nhân quả của một vị thiền sư lỗi lạc, ngài Pháp Thuận đã gợi ý cho nhà vua một phương sách ổn định nhân tâm và quốc độ. Quan điểm coi Vận Nước như một bó mây vừa là hình ảnh dễ hiểu, vừa chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Tổ tiên ta hơn ngàn năm trước đã dùng hình ảnh cuộn mây ví với những con người yếu ớt, nhưng nếu biết kết hợp lại sẽ trở thành một sức mạnh vô địch, không có gì phá vỡ được. Dây quấn vừa nói về tình hình rối ren như dây leo quấn chằng chịt, không tìm ra đầu mối của nhân quả tương quan, vừa gợi ý sự đoàn kết của toàn dân vô quan từ hình ảnh một bó mây bền chắc trước hiểm họa ngoại xâm. Vô vi cư điện cát, chữ vô vi này là một khái niệm tổng hợp cả ba nền tư tưởng Nho, Phật, Lão. Nhà sư khuyên vua và triều đình phải sống với đời trung chính, đạo đức, hiền thiện, thuận theo lẽ tự nhiên, đừng nhũng nhiễu, hao phí tài lực của lê dân để noi gương cho bá tánh. Khi triều đình sống được như vậy và nhân dân một lòng đoàn kết thì xứ xứ sẽ không còn đao binh và trời Nam sẽ thái bình thịnh trị. Rõ ràng khi nói đến vô vi trên điện cát, sư Pháp Thuận muốn đề xuất một mẫu người lý tưởng trong lãnh đạo đất nước phải là người có trí, có đức. Người lãnh đạo phải sở hữu những phẩm chất tài đức thì đất nước mới thái bình thịnh trị, chấm dứt chiến tranh, vận mạng đất nước nhờ thế mà tồn tại dài lâu. Chỉ với mấy câu kệ thơ, sư Pháp Thuận đã để lại cho nền văn học nước nhà một tác phẩm mang nhiều giá trị tư tưởng học thuật, tư tưởng chính trị cùng thái độ hành xử của tu sĩ, vừa không đánh mất phẩm cách của sa môn, vừa giúp được vua, giúp được nước. Từ những bài thơ còn lại ít ỏi của một thời, ta cũng có thể hình dung được diện mạo văn học thời Đinh Lê. Tuy mới lập quốc nhưng đâu phải vì vậy mà văn hóa, văn phong, tư tưởng không nội hàm một sinh lực với giá trị tâm linh lâu đời. Và nếu giả sử không có Phật giáo, không có các nhà sư trí thức với tâm hồn lớn rộng, với cái trí thấy xa ngàn dặm, với cái biết ưu thời mẫn thế như Khuông Việt, như Pháp Thuận, thì các triều đại này biết nương tựa vào ai? Vua Lê Đại Hành đã thấy được hiền tài là nguyên khí của quốc gia, có được những người uyên bác tài giỏi giúp cho kế sách, ý kiến hay sẽ đưa quốc gia đến chỗ thịnh trị, thái hòa. Vua Lê Đại Hành mới lên chấp chính, thù trong giặc ngoài, hậu duệ nhà Đinh còn đó, những con người trung thành với nhà Đinh vẫn còn ấm ức về một vương triều đã sang tay kẻ khác. Bên ngoài thì tướng của nhà Tống đang tiến quân vào nước ta, lúc bấy giờ vận mệnh tổ quốc nghiêng ngửa, lòng dân chao đảo. Nếu không có những thiền sư tu chứng, nhiều tuệ giác làm cố vấn cho triều đình, đưa ra kế sách hay, động viên tinh thần của vua, của triều đình và của dân chúng, đất nước dễ rơi vào tay ngoại bang, dân tình sẽ lầm than thống khổ biết chừng nào. Chúng ta đã thấy được tinh thần nhập thế của các thiền sư và hành động phụng sự vô vi của các ngài qua hành động dấn thân đóng góp cho dân tộc. Thiền sư Pháp Thuận còn là tác giả đầu tiên của thế kỷ thứ 10, có một tác phẩm có tên tuổi là Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn. Nó có mục đích phục vụ công việc sám hối của những người Phật tử Việt Nam và đã phản ảnh học lý của hệ tư tưởng dòng thiền Pháp Vân. Tóm lại, thiền sư Pháp Thuận có một vị thế quan trọng trong lịch sử văn học cũng như tư tưởng của dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Ông đã có những đóng góp nhiều mặt khác nhau cho đất nước. Là một người đã cống hiến nhiều cho đất nước, nhưng về già, nhà sư đã từ chối lộc hàm, tìm chỗ sơn thủy để tĩnh cư. Thiền sư đã mất vào năm 990, thọ 76 tuổi, tại chùa Cổ Sơn. Mong rằng những trang sử Việt đã mang lại trong lòng những người con Việt một niềm thương yêu và tự hào chính đáng về dân tộc. Kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm luôn luôn được an lạc. Dương võ câu buông gánh sơn hà, bỏ vướng bào khoác áo cà sa.